Sao kỳ vậy? Dở đi lên coi. Cái đấy màu gì? Đấy đó màu gì? Hả? Con dở nè. Kìa trên trên đó có không? Đã mẹ dặn rồi. Mẹ nói rồi là phải gỡ ra. Sao mẹ để cho con cái hộp như vậy? Con gỡ ra sao con không bỏ vô? Tại nó nhiều chi tiết là bỏ qua bỏ lại là nó sẽ mất. Nó rồi cái đồ vặn đó để đó nữa. Bỏ vô hộp đàng hoàng. Giờ bỏ gọn gàng vô cái hộp đi rồi đi tìm cái kia.